xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với vương ngày hôm nay thì trong cái khoảng thời gian gần đây thì có vẻ như là tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường đang tương đối là đi xuống đúng không ạ à, khi kể cả bitcoin đang có cái sự biến động là tăng lên mình cảm thấy rằng là mọi người đang khá là mệt mỏi với những cái diễn biến hiện tại của thị trường khi mà thị, thị trường đang gọi là chuyển động một cách vô cùng là không có định hướng à, tuy nhiên thì mình thấy rằng là chính cái việc mà thị trường có những cái sự sideways điều chỉnh như thế này sẽ là một cái thời điểm khá là tốt để các bạn có thể nghiên cứu một số những cái dự án mà các bạn có thể là đang quan tâm. Có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi là hiện tại thì nên đầu tư vào dự án nào, nên đầu tư vào những cái trend như thế nào và các bạn có điểm ra một số những cái nền tảng cụ thể. Thì như mình đã nhận định từ đầu năm thì những cái nền tảng hay là những cái dự án DeFi thì nó sẽ vẫn có cái cơ hội trong cái thời gian tới. À, tuy nhiên là có thể là thị trường nó sẽ vẫn tiếp tục có cái sự điều chỉnh trước khi mà chuyển sang một cái làn sóng tiếp theo hay là xác định một cái trend cụ thể nào đó à, chính vì vậy trong cái đoạn này các bạn thực sự là à, nên cân nhắc thật là kỹ những cái đồng coi mà các bạn sẽ đầu tư kể cả đó là những cái đồng coi à, nền tảng. Tuy nhiên ở trong cái video lần trước thì mình có chia sẻ về top 3 cái nền tảng tiềm năng có cái thời gian tăng trưởng về dài hạn ví dụ như là Ethereum, BSC hay là Polkadot. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm cho mọi người những cái thông tin về một cái nền tảng mà đang được tương đối nhiều người quan tâm đó chính là nền tảng CELO Thì trước đây mình cũng đã từng có một cái video về CELO rồi Tuy nhiên thì từ cái thời điểm đó thì hệ sinh thái của CELO cũng đã mở rộng hơn rất là nhiều ở cái thời điểm hiện tại Thế nên trong cái video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn xem là cái hệ sinh thái CELO hiện tại nó đã phát triển đến đâu và nó có những cái khác biệt gì so với cái thời gian qua đúng không ạ à Như thường lệ thì trước khi đến với nội dung chính của video là với các bạn và các bạn đang À, giao dịch Ancoin hoặc là các bạn đang giao dịch future và margin mà các bạn cảm thấy là cần cái sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể là tham khảo nhóm telegram của kênh thì mình có một nhóm telegram chuyên sâu về tín hiệu Nhưng là về phân tích thuật thì nếu như các bạn cảm thấy phù hợp các bạn có thể để lại thông tin của các bạn ở cái phần form đăng ký bên dưới phần mô tả của video và sau đó sẽ có admin liên hệ và add các bạn ở trong cái nhóm này. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả cái chủ đề chính của viên ngày hôm nay Thì mình sẽ nói qua một chút về cái nền tảng Celo Nếu như các bạn chưa hiểu rõ về cái cách hoạt động của cái dự án này Thì Celo Coin là một cái dự án về mobile blockchain Và nó được tối ưu hóa để mà cho sử dụng ở trên cái điện thoại di động Và cái nền tảng này thì được xây dựng với cả cái cơ chế Proof of Stake và tương thích với cả MVP của Ethereum và cho phép những cái DApp xây dựng ở trên nền tảng Ethereum có thể triển khai à, tương đối là dễ dàng ở trên Celo. À, cái điểm đặc biệt của Celo so với những cái nền tảng khác như là BSC, à, Polygon hay là nền tảng Heco nó nằm ở cái việc đây là một cái dự án mobile blockchain đầu tiên trên thị trường và người dùng Celo sẽ có thể gửi và nhận tiền điện tử bằng cái số điện thoại của của chính mình và với cái việc mà tích hợp ngay ở trên cái thiết bị điện thoại thì các bạn có thể thấy là các bạn có thể hoàn toàn có cái quyền truy cập cũng như là kiểm soát số tiền cũng như là cái dãy private key của mình và các bạn không bị phụ thuộc vào bên thứ ba để mà thực hiện thanh toán như vậy là bất cứ một cái điện thoại nào đều có thể dễ dàng truy cập vào trong những cái dịch vụ tài chính gửi tiền đến những cái số điện thoại của người nhận và thực hiện thanh toán bằng cách là sử dụng điện thoại làm cái khóa công khai à, mình thấy đây là một cái hướng đi tương đối mới của dự án mà chưa có dự án nào làm trên thị trường Hiện tại thì cái việc mà sử dụng những cái ví như là Metamask hay là Trust Wallet nó còn khá là hạn chế về cái tính an toàn và khiến cho không ít người dùng bị hack mất ví khi mà kết nối swap phải những cái smart contract mà scam. Và ngoài ra theo thống kê hiện tại thì có khoảng 7 tỷ người dùng viên thế giới và có đến hơn 6 tỷ thiết bị thoại di động. Và do cái con số này không ngừng tăng lên. Mọi người có thể thấy là điện thoại như là một cái vật bất đi thân hiện tại của chúng ta. thế nên là một cái mobile Blockchain như Celo sẽ làm một cái tiếp cận dễ dàng hơn cho cái, cho cho những cái người sử dụng crypto và đây là mình thấy là một cái hướng đi tương đối là độc đáo mà dự án này đang hướng tới. Celo sẽ sử dụng một cái phần mềm thanh toán di động dựa trên blockchain và nhờ đó thì các bạn có thể gửi tiền điện tử trên blockchain Celo chỉ bằng số điện thoại mà không cần phải nhớ địa chỉ phí một cách quá phức tạp và không chỉ có thế thì các bạn có thể nhắn tin thanh toán tiền điện tử cũng bằng Celo luôn. Và đây là cái tính năng hiện nay mà các cái nền tảng blockchain khác hiện tại chưa làm được. À, Nó một cách đơn giản thì Celo sẽ giống như là một cái ví điện tử vẫn đang rất là quen thuộc với các bạn là những cái ví như là Momo hay là Yellow pay nhưng mà được tích hợp những cái tính năng vượt trội của cái công nghệ blockchain. À, hệ tích sáng của hệ sinh thái của Celo thì bao gồm một số những cái thành phần chính, ví dụ như là Celo Protocol là cái giao thức blockchain sử dụng số điện thoại và địa chỉ email làm private key, làm public key, à, ví Celo để gửi nhận swap token cái đồng stablecoin và cái đồng celo bằng cách là sử dụng xác minh cái số điện thoại phi tập trung. Hiện tại thì dự án đã phát triển thành công ứng dụng mua bán crypto trên những cái thiết bị di động ví dụ như là Valora với hơn 100.000 người dùng trên tảng iOS và Android và cũng đang được đánh giá tương đối tốt và dự án hiện tại họ còn đang phát triển thêm một cái stablecoin như là CUSD và CERO để mà có thể gắn với giá trị của đồng đô la và đồng euro. mới đây thì dự án còn ra mắt đồng Cyril là cái đồng tiền chính thức của Brazil và để cân bằng và ổn định giá các cái đồng stablecoin thì dự án sẽ sử dụng Celo và các cái tài sản đảm bảo ví dụ như những cái đồng coin top có cái vốn hóa lớn trên thị trường như là Bitcoin, Ethereum hoặc là Dai để cân bằng giá. Và trong tương lai thì nền tảng họ sẽ còn hỗ trợ nhiều đồng tiền của các quốc gia khác. Với cái tham vọng của họ sau này nếu mà họ đạt được thì có thể là cái việc gửi tiền giao dịch bằng những cái loại tiền tệ khác nhau nó sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn. Cái token chính của dự án là Celo sẽ giúp cho mọi người thanh toán phí giao dịch cho những cái mạng lưới trên những cái giao dịch và Celo thì có một cái nguồn cung cố định và giá trị nó sẽ thay đổi liên quan tới tổng giá trị của stablecoin đang lưu hành trong toàn bộ hệ sinh thái của Celo. À hiện tại thì các cái validator lớn nhất à, xuất hiện trên cái chuỗi của dự án đều là những cái quỹ lớn đứng đằng sau, ví dụ như là A16Z, à Polychain. Thế nên là cái việc mà giao dịch trên những cái nền tảng các bạn có thể à, tương đối yên tâm sau những cái vụ hack lớn trong thời gian vừa qua. Và tính đến thời điểm hiện tại thì khi mà hệ sinh thái Celo dần được hoàn thiện thì tổng à, giá trị gọi là total value lock đang duy trì ở mức là 390 triệu USD. À, đứng đầu những cái sàn AMM lớn nhất đó như là Mento, Mola Market hay là Uniswap. Và gần đây thì nền tảng họ còn ra mắt một cái quỹ hỗ trợ sáng kiến 100 triệu đô cho những cái dự án DeFi for the people kết hợp với rất là nhiều những cái dự án tên tuổi trên thị trường ví dụ như là Curve, AAV hay là SushiSwap với cái mục tiêu sẽ xây dựng các cái dự án Web3 và sẽ giúp cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận đến những cái ứng dụng DeFi hơn. Có thể thấy đội ngũ Celo hiện tại họ đang có một cái định hướng mình cho rằng là tương đối đúng và khá là phù hợp với cả xu hướng của thị trường trong tương lai Vấn đề là họ có đủ kiên trì để họ vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn của thị trường và đến được cái điểm đó hay không mà thôi à, Nếu như các bạn chưa biết backer của Celo thì mình có thể cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin Hiện tại thì backer của Celo có khoảng hơn 80 công ty và cá nhân và bao gồm các quỹ tương đối nổi tiếng ví dụ như A16Z Coinbase hay là Polychain Capital và cái điểm nổi bật nhất của dự án mà mình nhận thấy đó là Celo sẽ cung cấp những cái giải pháp thanh toán tiền điện tử và với những cái ưu điểm và cho phép người dùng sử dụng điện thoại làm public key và cái phương pháp này thì nó sẽ giúp cho crypto sẽ đến gần hơn đối với người dùng trong cái bối cảnh mà smartphone đang thực sự rất là phổ biến và ngày càng phổ biến trên toàn cầu. Và mình cho rằng nếu như họ thực hiện đúng được những cái gì mà họ đang vạch ra khi mà mình chia sẻ ở cái phần trước của video thì mình cho rằng là nếu như họ có thể cố gắng vượt qua được một hoặc là hai năm tới khi mà thị trường tương đối xấu thì đến cái thời điểm mà thị trường bùng nổ trở lại thì mình nghĩ rằng là Celo sẽ là một trong những cái nền tảng mà các bạn nên chú ý và quan tâm. À, hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều những cái bạn đang hâu cái đồng celo rồi thì có thể các bạn có thể mang cái đồng coin đi staking cho nền tảng celo và các bạn cũng có quyền uh, bỏ phiếu cho những cái quyết định quản trị uh, và định hướng tương lai của dự án. Tất nhiên là các bạn phải sở hữu một số lượng rất là lớn celo và gần như là những cái bạn mà đầu tư thì mình nghĩ rằng là sẽ khá là khó để có thể tham gia cái điều này. Các bạn chỉ quan tâm đến cái vấn đề là chúng ta stake chúng ta được À, lợi nhuận như thế nào thôi đúng không ạ và có một cái khách khác thì khác các bạn có thể tối ưu hóa được cái lợi nhuận của bạn trong cái quá trình hâu đó là các bạn hãy mang đồng xe lô đi farm và tạo ra cái thanh khoản cho hệ, hệ sinh thái để các bạn có thể nhận được cái phần thưởng đó là những cái token ở trong hệ thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách đầu tiên là các bạn tải cái ví xe về trên cái trình duyệt bằng cách là cài đặt cái tiện ích xe extension wallet như ở trên màn hình và cách tạo ví này thì cũng như các bạn tạo ra cái ví MetaMask và sau khi tạo xong thì các bạn chuyển celo đang uh, hâu trên những cái sàn giao dịch tập trung như là Binance, Huobi hay là Coinbase vào cái ví celo mà bạn vừa tạo. Và các bạn hãy nhớ là để ý mạng chuyển là mạng celo và tránh uh, chuyển nhầm sang những cái mạng khác đúng không ạ? À uh, trong hệ sinh thái của celo hiện tại thì có cái sàn AMM cung cấp thanh khoản uh, như là U OBES uh, swap thì nó cũng tương tự cái tính năng nó cũng tương tự như là Pancake Swap trong hệ sinh thái của BSC. Sau khi vào cái trang web của dự án và sau khi chuyển solo ví rồi thì các bạn có thể là à, kết nối ví với sàn US Swap trong cái phần farm. Và các bạn có thể thấy là cái APR của các cái cặp tiền khá là cao đúng không? Có những cái cặp lên tới 400%. Nhưng các bạn hãy phải để ý là cái lượng APR đó Uh, biểu hiện cho phần thưởng của các bạn nhận được là cái đồng token của sàn Ubi chứ không phải là của uh, cái đồng Celo và thường những cái bạn mới tham gia thì các bạn sẽ hay bị nhầm lẫn ở chỗ này và ngoài ra thì khi mà các bạn farm thì các bạn sẽ bị tốn một cái khoản phí gọi là phí tổn thất không xác định và cái biến động giá token mà các bạn nhận được và cái lãi suất giảm do là nhiều người sẽ cùng farm cùng lúc thế nên là các bạn để mà tránh rủi ro thì mình sẽ thường là sẽ chọn cái cặp tiền làm một cái đồng ổn định và một cái một cái đồng biến động để sẽ an toàn hơn và cũng như là lợi nhuận gọi là nhận được cái lợi nhuận còn đều đặn hơn ví dụ như các bạn có thể cặp chọn cái cặp Celo MC USD chẳng hạn thì mình thấy cái cặp này đang có cái APR tương đối là cao và social số với lock cũng đang khoảng 3,8 triệu sau một thời gian farm thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng là đồng UB của dự án và các bạn cũng có thể rút cái đồng UB về ví và swap các Celo hay là CUSD hoặc các bạn cũng có thể mang UB đi farm để tăng tiếp lợi nhuận À, bằng cách này thì các bạn có thể tối ưu hóa được cái việc mà khi các bạn đang hâu cái đồng celo này thì mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn một cách mình biết là một số nhiều rất là nhiều người đang quan tâm và đang hâu cái đồng celo thì đây cũng là một cách mà các bạn đang chờ đợi thị trường nó khởi sắc hơn thì các bạn cũng có thể dùng cái cách này để mà có thể kiếm thêm được cái lợi nhuận đúng không ạ? Và ngoài ra thì họ uh, celo còn một số những cái sàn AMM rất là lớn ví dụ như là Mobius, Money hay là Mula Market các bạn cũng có thể tham khảo và sẽ chọn cho mình một cái thời điểm phù hợp. thì trong cái video này thì mình chỉ muốn chia sẻ cho mọi người những cái thông tin liên quan tới cái nền tảng celo mà các bạn một số những cái bạn cũng có hỏi mình và các bạn chưa biết. tất nhiên là các bạn sẽ đặt ra cho mình một cái câu hỏi liệu cái nền tảng celo này trong tương lai nó có thể làm được những cái điều như là solana như là near đã làm được trong khoảng thời gian vừa qua hay không? Thì đây thực sự là một cái câu hỏi mà à, bất kỳ ai cũng muốn tìm ra được cái câu trả lời. À, tuy nhiên thì Celo hiện tại là một cái nền tảng mà cái vốn hóa còn đang tương đối là thấp. Thì nếu như team Dev họ làm tốt thì mình cho rằng là trong tương lai họ à, tương đối là có nhiều cơ hội. Những cái nền tảng đã thành công như Solana thì nó cũng đã có cái vốn hóa à, tương đối là lớn rồi, đúng không ạ? Thế nên là nếu như bây giờ các bạn đầu tư vào những cái nền tảng như vậy thì nó cũng sẽ ít, à, rất là khó để ít cao hơn được nữa. À, tuy nhiên có một cái điểm mà mình cũng đang khá là băn khoăn về cái nền tảng Celo thì mình theo cái quan sát của mình ấy, thì những cái nền tảng thành công như là Polkadot này, như là BSC này, như là Ethereum này, như là Solana này, uh, như là Nia này thì thường thường đứng đằng sau sẽ là một uh, một tức là đứng đằng sau người người trùng quế sẽ là một cái người mà có cái sự tác động rất là lớn đối với thị trường đúng không ạ? Ví dụ như đứng đằng sau Binance Smart Chain là CZ đúng không Đứng đằng sau Solana là Sam FTX đúng không ạ? Đứng đằng sau ở uh, những cái nền tảng lớn nó sẽ đều là uh, một ai đó đứng ví dụ là Polkadot thì nó sẽ là Uh, cái quỹ Web3 Foundation đó đúng không? và um, hiện tại thì mình đang thấy là, là hiện tại thì mình đang thấy là cái nền tảng Celo này nếu mà đứng đằng sau, cái người đứng đằng sau gọi là chùm cuối thì đang uh, chưa thực sự là mạnh bằng những cái người khác là những cái người mà mình vừa mới kể trên thế nên là mình cũng đang có một chút băn khoăn là không biết là trong tương lai nếu với cái thị trường mà nó thực sự là nó đi vào đo trend, nó ảm đạm thì liệu uh, Celo có thực sự là thành công, có thể chờ đợi cũng như là có thể phát triển được đến cái mùa sau và tạo ra được cái sự bứt phá hay không thì các bạn nghĩ gì về cái nền tảng Celo? Các bạn có thể uh, comment ở bên dưới cho mình biết để chúng ta cùng thảo luận. Bởi mình, vì mình biết là hiện tại cũng có tương đối nhiều bạn quan tâm và đầu tư vào cái nền tảng này. Thì các bạn có thể chia sẻ những cái kiến thức mà các bạn có được liên quan đến Celo, đúng không ạ? OK, thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì thị trường uh, trong thị trường về, về cái vấn đề đầu tư cũng như là thị trường crypto hiện tại thì trong tương lai nó sẽ còn uh, tương đối là dài. Các bạn không việc gì phải uh, quá vội cả hiện tại là những cái thời điểm mà thị trường không sôi động, các bạn nên dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn về dự án, hiểu hơn về dự án và qua đó chọn cho mình được một vài những cái dự án thực sự là tốt và vẫn phát triển uh, trong cái giai đoạn downtrend đó. Cái giai đoạn này, cái giai đoạn là sẽ thanh lọc rất là mạnh. Những cái dự án nào mà họ đã thắng lớn trong tương lai uh, và họ không muốn phát triển nữa thì mình nghĩ chắc chắn họ sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi trong cái downtrend trend này. Và những cái dự án mà tiềm năng họ vẫn muốn tiếp tục phát triển để đón cái mùa sau thì sẽ là những cái dự án. À, sẽ tương đối là thành công thì các bạn có thể à, quan sát bắt đầu quan sát à, tập à, cái những cái cách thức thu thập và nghiên cứu ngay từ bây giờ để các bạn có thể có được những cái lựa chọn chính xác nhất. Ok, à, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những cái video sau.